Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 6 tháng 6 năm 2023 trên kênh Phonus TV. Kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phonus TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 6 tháng 6 đồng loạt tăng trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2023 tăng 32 USD trên tấn với mức tăng là 1,24%, lên giao dịch ở mức là 2.607 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê cũng tăng 32 USD trên tấn với mức tăng là 1,26% và lên giao dịch ở mức là 2.574 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 60.800 đồng và 60.000 đồng 1 kg. Các mức tăng khá mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình, cũng đã tăng đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2023, giá cà phê tăng 2,8 cent trên pound với mức tăng là 1,55% và lên giao dịch ở mức là 183,1 cent trên pound. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê tăng 2,5 cent lên giao dịch ở mức là 180,2 cent trên pound. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Hai đóng cửa cao hơn vừa phải. Sức mạnh của đồng Real Brazil đã thúc đẩy giá cà phê tăng khi đồng Real vào thứ Hai tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi so với đồng đô la. Giá cà phê cũng được hỗ trợ do lo ngại mưa lớn ở các vùng trồng cà phê của Brazil sẽ làm chậm quá trình thu hoạch cà phê của nước này. Tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi cấp phát nhỏ hơn đang hỗ trợ giá vì tồn kho cà phê Arabica đã giảm đều trong 3 tháng qua và giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng vào thứ Sáu ở mức là 573.508 bao. Thưa quý vị, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 200-500 đồng trên 1 kg với mức giá được thu mua sáng nay ghi nhận ở mức từ 61.200 đồng tới 63.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức giá 61.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh ghi nhận mức giá là 61.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga sáng nay thu mua quanh mức giá 62.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 62.600 đồng và 62.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai thu mua quanh mức giá là 62.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông ghi nhận ở mức 62.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá 62.700 đồng 1 kg và ở khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 62.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá là 62.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 62.800 đồng 1 kg và ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 63.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, thu mua quanh mức giá là 63.100 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá 62.800 đồng tới 62.900 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phonus TV. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.